dưới hạ long, bao năm cách xa nhớ đau lòng, anh đã về đây với hạ long. Chiều buồn tìm biếc giữa mênh mông, con thuyền nước nhanh trên sông bạc, trời hạ long nơi đào xanh nước biếc, để ta yêu nơi bát ngát thần tiên, đào xanh biển xa những vần thơ, nơi biển có em anh vẫn mong chờ đi giữa hạ long như đi trong mơ. Chiều hạ long thật đẹp như lời bài hát của cố nhạc sĩ Đặng An Nguyên. Qua chuỗi ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay tỉnh Quảng Ninh đã nới lỏng cho phép các hoạt động công cộng như bãi tắm, du lịch nội tỉnh được hoạt động trở lại. Đây là những hình ảnh và âm thanh thực tế vào lúc 18:30 tối tại khu vực bãi tắm Hòn Gai, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nào mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm và cảm nhận.